Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021, Hội Qua Đức cùng chính quyền địa phương và người dân xã Tam Giang Tây đã tiến hành bàn giao cầu Qua Viên 24, ngang 2m, dài 45m cho bà con ở kênh Ông Kiển, ấp Vinh Cũ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cầu tổng trị giá 285 triệu đồng do quý ân nhân sau đây tài trợ. 1. Cô Đỗ Thị Thu Hương và những người bạn 74 triệu đồng. 2. Ông Nguyễn Hiếu Toàn và bà Đỗ Thị Hiếu 23 triệu đồng. 3. Nguyễn Trọng An và Nguyễn Hồng Phước 20 triệu đồng. 4. Đại lý Tâm Lực 1 triệu đồng. 5. Chị Lê Trần Thị Vi 15 triệu đồng. 6. Nguyễn Trương Phương Trọng Hiệp 5 triệu đồng. 7. Bà Phạm Thị Liên 4 triệu đồng. 8. Chị ẩn danh Phương Sa 500 ngàn đồng. 9. Phan Quốc Bảo Minh Thành và Phan Quốc Chí Minh Huệ 2 triệu đồng. 10. Bác Trần Văn Hùng 2 triệu đồng. 11. Trần Yến Nhi, Trần Diễm Anh và Trần Kỳ Anh 2 triệu đồng. 12. Hai bé Tường Văn và Tường Nguyên 1 triệu đồng. 13. Em ẩn danh Sài Gòn 5 triệu đồng. 14. Ông bà Lê Văn Ngói, Đỗ Thị Đê cùng các cháu Nguyễn Lê Tường Văn, Nguyễn Lê Tường Nguyên, Phan Lê Thái Kiệt và Phan Lê Thái Bảo 10 triệu đồng. 15. Cô Lê Ngọc Minh ở chung cư Idico Tân Phú 500 ngàn đồng. 16. Nhà nước và nhân dân ấp Vinh Cũ 120 triệu đồng. Cầu đã hoàn thành đúng kế hoạch nhưng bàn giao trễ hơn so với kế hoạch do dịch, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kính mong quý ân nhân và tất cả mọi người thông cảm. Thay mặt bà con và các em nhỏ ở kênh Ông Kiển, ấp Vinh Cũ nói riêng và xã Tam Giang Tây nói chung, Hội Qua Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm sâu sắc ân đức của quý ân nhân thật nhiều và thật nhiều. Kính chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và các tường như ý. Hy vọng rằng trong tương lai, Hội Qua Đức và quý ân nhân trong cũng như ngoài nước sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho quê hương Ngọc Hiển nói riêng và Cà Mau nói chung, góp phần thúc đẩy đời sống người dân đi lên và kinh tế địa phương phát triển ổn định hơn nữa. Chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của quý ân nhân và tất cả mọi người đã tham gia hỗ trợ cho công trình thật nhiều. Và mời xem hình ảnh bàn giao. Xin trân trọng cảm ơn.